Apatosaurus là một trong ba sinh vật có lượng máu lớn nhất trong game Jurassic World Alive, nhưng tốc độ của nó lại là thấp nhất 101. Bạo kích của Apatosaurus là 5%. Apatosaurus có mức độ quý hiếm Common, lớp Jarillion và tier là Scavenger. Apatosaurus xuất hiện vào lúc bình minh, buổi sáng và hoàng hôn trên toàn bản đồ. Kỹ năng thứ nhất sẽ giúp Apatosaurus xóa được trạng thái Distraction của bản thân, đồng thời xóa bỏ trạng thái Dodge, Cloak và tăng speed của kẻ thù. Đòn đánh này gây ra lượng sát thương bằng lượng sát thương của Apatosaurus, đồng thời giảm tốc độ của kẻ thù đi 50% tồn tại trong một lượt lên kẻ địch có lượng máu thấp nhất. Kỹ năng thứ hai khiến cho toàn bộ kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% tồn tại trong hai lượt và có lượng sát thương bằng với sát thương hiện tại của Apatosaurus. Giraffe và Titan sống ở khu vực 1 và bất kỳ khoảng thời gian nào. Tốc độ là 107, giáp là 10%, tỷ lệ bạo kích là 20%. Mức độ quý hiếm là Rare, lớp Resilient, tier là Alpha 2. Kỹ năng thứ nhất giúp Giraffe và Titan giải trừ được trạng thái Distraction của bản thân, khiến cho mục tiêu bị mất đi trạng thái Dodge, Cloak và tốc độ tăng thêm. Đòn đánh này khiến kẻ thù bị giảm đi tốc độ 50% trong một lượt và có sức sát thương bằng với sát thương của Giraffe Titan. Đòn đánh thứ hai là đòn đánh ưu tiên, giúp Giraffe Titan thu hút sát thương của kẻ thù lên bản thân trong một lượt, đồng thời tạo một tấm khiên giúp giảm 50% sát thương trong 4 đòn đánh tồn tại trong một lượt. Ngoài ra, đòn đánh này khiến cho kẻ thù có tốc độ nhanh nhất sẽ bị giảm tốc độ đi 50% trong 2 lượt. Đòn đánh này không gây đam và sẽ hồi lại sau 2 lượt. Kỹ năng thứ ba gây sát thương 2 lần sát thương hiện tại của Giraffe Titan lên mục tiêu có lượng máu thấp nhất. Kỹ năng này hồi lại sau một lượt. Ngoài ra, Giraffe Titan còn có một kỹ năng bị động, đó là giảm tốc độ của kẻ thù đi 50% trong 2 lượt. Nếu như Giraffe Titan thay thế thành công cho một sinh vật khác, Giraffe Titan không bị làm chậm, có 75% cơ hội để kháng lại trạng thái làm choáng của kẻ thù và 75% cơ hội kháng lại trạng thái cấm swap của kẻ thù. Argentinosaurus có mức độ quý hiếm là Rare, Class, Resilient, Tier, Survivor, có tốc độ là 102, tỷ lệ bạo kích là 20%. Argentinosaurus chỉ xuất hiện vào ngày thứ 2. Kỹ năng thứ nhất giúp Argentinosaurus giải trừ được trạng thái Distraction của bản thân, làm mất đi trạng thái Dodge, Cloak và tăng tốc độ của kẻ thù. Đòn đánh này làm kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% trong một lượt, gây sát thương bằng sát thương hiện tại của Argentinosaurus. Đòn đánh thứ hai khiến toàn bộ kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% trong 2 lượt và có sức sát thương bằng sát thương hiện tại của Argentinosaurus. Đòn đánh này sẽ hồi lại sau 2 lượt. Đòn đánh thứ ba giúp tăng tỷ lệ bạo kích của Argentinosaurus cùng đồng đội thêm 60% trong 2 đòn đánh tồn tại trong 2 lượt. Đòn đánh này gây sát thương lên mục tiêu có lượng máu thấp nhất bằng với sát thương hiện tại của Argentinosaurus. Kỹ năng này hồi lại sau 3 lượt. Brachiosaurus có tốc độ là 111. Giáp là 10%, tỷ lệ bạo kích là 30%. Mức độ quý hiếm là Epic, lớp Zirillion, tier Alpha 2. Brachiosaurus chỉ xuất hiện trong các sự kiện của nhà phát triển. Kỹ năng thứ nhất giúp Brachiosaurus giải trừ được trạng thái Distraction của bản thân. Kỹ năng này khiến kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% trong một lượt, đồng thời xóa bỏ các trạng thái Dodge, Cloak và tăng tốc độ của kẻ thù. Sát thương gây ra bằng với sát thương hiện tại của Brachiosaurus. Kỹ năng thứ hai tạo một lớp khiên cho Brachiosaurus và đồng đội, giúp giảm 50% sát thương trong 2 đòn đánh tồn tại trong 2 lượt. Kỹ năng này khiến cho Brachiosaurus phải nhận toàn bộ đòn đánh từ kẻ thù. Ngoài ra, kỹ năng này còn gây sát thương lên mục tiêu có lượng máu thấp nhất bằng với sát thương hiện tại của Brachiosaurus và có thời gian hồi là 1 lượt. Kỹ năng thứ 3 gây ra lượng sát thương bằng 2 lần lượng sát thương hiện tại của Brachiosaurus lên kẻ địch có tốc độ nhanh nhất
và làm giảm tốc độ của kẻ thù đi 50%, đồng thời giải trừ trạng thái Distraction của bản thân. Kỹ năng này cũng khiến cho kẻ thù bị mất đi các trạng thái Dodge, Cloak và tăng tốc độ. Kỹ năng thứ 3 sẽ hồi lại sau một lượt. Brachiosaurus không thể bị làm chậm. Nó có 67% khả năng chống lại khả năng bị làm choáng và 67% khả năng chống lại hiệu ứng cấm swap của kẻ thù. Impalacus có tốc độ là 104, tỷ lệ bạo kích là 5%, độ quý hiếm là Epic, lớp Resilient, Tier, Early Mid và chỉ xuất hiện trong các sự kiện của nhà phát triển. Kỹ năng thứ nhất giúp Impalacus giải trừ trạng thái Distraction của bản thân, khiến cho mục tiêu có lượng máu thấp nhất, mất đi trạng thái Dog, Cloak và tăng tốc độ. Ngoài ra mục tiêu còn bị giảm tốc độ đi 50% trong một lượt, đồng thời phải nhận sát thương bằng với sát thương hiện tại của Impalacus. Kỹ năng thứ hai khiến cho kẻ thù có tốc độ nhanh nhất bị giảm tốc độ đi 50% trong hai lượt, đồng thời gây sát thương bằng hai lần sát thương hiện tại của Impalacus. Kỹ năng sẽ hồi lại sau một lượt. Kỹ năng thứ ba tạo cho Impalacus một lớp khiên giúp giảm 50% sát thương cho 4 đòn đánh tồn tại trong hai lượt. Kỹ năng này sẽ phá bỏ lớp khiên, bỏ qua lớp giáp và gây ra sát thương bằng với sát thương hiện tại của Impalacus lên kẻ thù có lượng máu lớn nhất. Kỹ năng sẽ hồi lại sau một lượt. Ngoài ra, Impalacus sẽ giảm tốc độ của kẻ thù đi 50% trong hai lượt nếu như swap thành công cho một sinh vật khác. Skullosaurus có tốc độ là 107, lượng giáp là 30%, tỷ lệ bạo kích là 20%, mức độ quý hiếm Unique, lớp Cunning Zerillion, Tier Early Mid. Skullosaurus chỉ xuất hiện trong các sự kiện của nhà phát triển hoặc lai tạo từ Skullosaurus và Sororasaurus. Kỹ năng thứ nhất giúp Skullosaurus giải trừ trạng thái Distraction của bản thân. Kỹ năng này xóa bỏ trạng thái Dodge, Cloak và tăng tốc độ của kẻ địch có lượng máu thấp nhất. Kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ 50% trong một lượt, đồng thời phải nhận sát thương bằng với sát thương hiện tại của Skullosaurus. Kỹ năng thứ hai sẽ làm giảm tốc độ của toàn bộ kẻ thù đi 50% trong hai lượt và khiến chúng phải nhận sát thương bằng với hai lần sát thương hiện tại của Skullosaurus. Kỹ năng sẽ hồi lại sau hai lượt. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng ưu tiên. Kỹ năng sẽ giúp Skullosaurus tạo ra một lớp khiên hấp thụ 100% sát thương cho hai đòn đánh. Lớp khiên chỉ tồn tại trong lượt sử dụng. Kỹ năng khiến Skullosaurus phải chịu toàn bộ đòn đánh tồn tại trong một lượt. Kỹ năng này sẽ hồi lại sau hai lượt. Kỹ năng thứ tư cũng là kỹ năng ưu tiên. Kỹ năng này làm giảm sát thương đi 50% cho ba đòn đánh của toàn bộ kẻ thù tồn tại trong hai lượt. Kỹ năng sẽ hồi lại sau hai lượt. Gemini Titan có tốc độ là 110, tỷ lệ bạo kích là 5%, mức độ quý hiếm Unique, lớp Resilient, Tier Tyrant. Gemini Titan chỉ xuất hiện trong các sự kiện của nhà phát triển hoặc có thể lai tạo từ Impalacus và Kulabua Rana. Kỹ năng thứ nhất giúp Gemini Titan xóa bỏ được hiệu ứng Distraction lên bản thân. Kỹ năng này xóa bỏ trạng thái Dodge, Cloak và tăng tốc độ của kẻ thù, khiến cho kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% trong một lượt. Kỹ năng gây sát thương bằng với sát thương hiện tại của Gemini Titan lên kẻ thù có lượng máu thấp nhất. Kỹ năng thứ hai khiến cho toàn bộ kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% trong hai lượt và phải nhận sát thương bằng với hai lần sát thương hiện tại của Gemini Titan. Kỹ năng sẽ hồi lại sau hai lượt. Kỹ năng thứ ba tạo một lớp khiên giúp hấp thụ 50% sát thương cho 4 đòn đánh tồn tại trong một lượt. Kỹ năng sẽ xóa bỏ trạng thái Cloak, Dodge và khiên, đồng thời bỏ qua giáp của kẻ thù có nhiều hiệu ứng có lợi nhất và gây sát thương bằng với hai lần sát thương hiện tại của Gemini Titan. Kỹ năng sẽ hồi lại sau hai lượt. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng ưu tiên, tạo ra một lớp khiên cho Gemini Titan và đồng đội giúp hấp thụ 100% sát thương cho một đòn đánh tồn tại trong hai lượt. Aden Maxima có tốc độ là 109, tỷ lệ bạo kích là 30%, mức độ quý hiếm là Unique, lớp Fear Resilient, Fear Elite 2. Aden Maxima chỉ xuất hiện trong các sự kiện của nhà phát triển hoặc có thể lai tạo từ Brachiosaurus và Adentosaurus. Kỹ năng thứ nhất giúp Aden Maxima xóa bỏ được hiệu ứng Distraction của bản thân. Kỹ năng này sẽ xóa bỏ các trạng thái Dodge, Cloak và tăng tốc độ của kẻ thù có lượng máu thấp nhất, khiến cho kẻ thù bị giảm tốc độ đi 50% trong một lượt và phải chịu sát thương bằng với sát thương hiện tại của Aden Maxima. Kỹ năng thứ hai sẽ khiến tốc độ của toàn bộ kẻ thù bị giảm đi 50% trong hai lượt và phải chịu sát thương bằng với hai lần sát thương hiện tại của Aden Maxima. Kỹ năng sẽ hồi lại sau hai lượt. Kỹ năng thứ ba sẽ xóa bỏ trạng thái Thorn và khiên của kẻ thù có lượng máu lớn nhất. Kỹ năng này sẽ bỏ qua giáp
đồng thời gây sát thương bằng với 2 lần sát thương hiện tại của Aiden Maxima. Kỹ năng này khiến cho Aiden Maxima phải chịu toàn bộ đòn đánh trong một lượt. Kỹ năng sẽ hồi lại sau 2 lượt. Kỹ năng thứ tư tạo một lớp kiên giúp hấp thụ 100% sát thương cho 2 đòn đánh tồn tại trong lượt sử dụng, đồng thời khiến Aiden Maxima phải chịu toàn bộ đòn đánh tồn tại trong một lượt. Kỹ năng sẽ hồi lại sau 2 lượt.